Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến một người chết và một người bị thương xảy ra vào cuối tháng 2 vừa qua. Những vụ tai nạn nghiêm trọng như thế này đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân sinh sống dọc tỉnh lộ 181 tại Gia Lâm, Hà Nội. Cái đoạn đường kéo dài khoảng 1,5 km mà trong vòng 50 ngày có khoảng 5 người bị container chết. Đấy là một nỗi hiểm họa quá lớn đối với cả người tham gia giao thông. Phóng nhanh, vượt tại nơi cấm vượt. Với cách tham gia giao thông như thế này, cộng với việc đi chung đường với hàng nghìn hộ dân và học sinh của 3 trường học, thì tai nạn là điều khó tránh khỏi. Học sinh nó đi học đấy, tai nạn nó chết ngay đây này, ngay trước cửa nhà tôi kìa. Bây giờ xe cứ suốt ngày đêm chạy cơ mà mầm mầm như này, không biết làm nào được. Mà bây giờ học sinh đi học cho đi xe đạp thì sợ bố mẹ đưa đi thì không có thời gian. Thế bây giờ phải đi làm sớm không đưa con đi được, cứ sợ cứ lấm nớp rồi. Là tuyến đường huyết mạch từ Hà Nội đi Bắc Ninh lại có thể giúp các tài xế không phải đóng phí quốc lộ 5. Nên hàng ngày, hàng nghìn chiếc xe tải trọng lớn cứ nối đuôi nhau đi trên tuyến đường này. Tính con đường này mà từ xưa này thì nhiều lắm, mười mấy vụ. Chết cũng nhiều mà gãy chân, gãy xương về rồi là chấn thương là cũng rất nhiều. Thế thành thử rằng là cái lưu lượng xe nó nhiều như thế mà bây giờ bảo hạn chế tốc độ thì mình không có quyền kiểm tra người ta. Đấy là một cái bất cập. Thế chỉ có tuyên truyền vận động nhân dân là khi tham gia giao thông thì mình phải thận trọng và đi giảm tốc độ hoặc đi tránh những cái việc đó ra. Chứ còn bây giờ không thể ngăn cấm được xe trọng tải lớn như thế. Theo đại diện đội thanh tra giao thông huyện Gia Lâm, do đoạn đường này không giới hạn tải trọng xe nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để ngăn chặn những chiếc xe này. Và trong khi chờ ngành giao thông cấp cao hơn có phương án giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông tại đây, thì người dân địa phương vẫn nơm nớp lo sợ, tai họa có thể đến với mình bất cứ lúc nào.